Hi, chào mừng các bạn đến với trở lại với channel của mình và tiếp tục cái dòng series mình review những cái con FootRoi của dòng Commander 4Z. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ review về cái FootRoi này là khoai tây, có tên gọi là Botechokin. Đây chính là một cái hộp khoai tây. Thì đầu tiên các bạn dòm đây thì logo của cái hộp khoai tây chúng ta ráp nó sẽ được như thế này. Và ở đây có những cây khoai tây được đúc đặt. Và chỉ có những cái này chúng ta mới mở được thôi các bạn. Mặt bên thì chúng ta không có gì hết. Mặt sau cũng có chữ Panda 2011. Những cái dòng Commander 4Z thì được sản xuất vào năm 2011 nha các bạn. Và mấy anh chị nha. Mặt bên này chúng ta có một cái đồ dạng dây cót. Dây cót. Rồi đây là một cái chỗ để chúng ta gắn switch vào. Đó. Chúng ta có thể mở ra như thế này. Bên trà mình sẽ ráp thành robot luôn nha. Đây, khi chúng ta mở cái này mở lên á, hai con mắt nó như hai con mắt ớt các bạn. Nhìn cũng khá là dị. Được sơn màu xanh metallic luôn nha. Và cái này có những chấm tròn, vàng. Phấn gì đây màu đen. Rồi các bạn sẽ mở cái này lên, kéo cái này lên. Rồi xong. Thành một cái FootRoi này là ráp lại thành là một cái kéo. Này là cái kéo các bạn. Chúng ta có thể mở ra như thế này. Đó. Ở trong phim thì nó có thể múa. Qua như thế này. Đó, quay lại. Rồi. Nó còn có một chức năng khác nữa. Đó chính là khi các bạn dạng này cót lên thiệt nhiều thế này. Và các bạn sẽ gắn switch vào. 1, 2, 3. Đó, các bạn thấy nó rung không? Nó rung khủng khiếp luôn á. Này mình cầm trên tay cho các bạn xem nè. Nó rung mà cầm cũng khá là to teo luôn á. Bây giờ mình sẽ thử mình gắn cái lá cạc của Pokemon này vào xem mình test độ rung cho các bạn xem nhé. Rớt mẹ nè rồi. Đây, gắn lại. Đây. Xong. Chuẩn bị 2, 3. Các bạn thấy rung rung mà muốn rớt lá luôn mà. Cái này thể làm mấy mấy xoa bóp các cái chỗ tay mà bị nhức rồi các bạn cũng ấy, nhưng mà nó cũng không có hiệu quả lắm đâu. Giờ tơ rung rung ngoài da thôi các bạn, chứ cũng không có thấm lắm. Cái này cho mấy chị em xài nó sẽ ok hơn. Mà nói vui thôi nha. Ok. Những cái robot của mình nó cũng chỉ như thế thôi các bạn. Đó thì được như thế thôi. Khá là chán. Nhưng mà để cảnh thì, để trông thì khá là đẹp luôn các bạn. Ok, và video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Nếu như các bạn thích video này hãy cho mình một like và một subscribe kênh ủng hộ cho channel của mình nha. Ok, và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye. Chết mẹ rớt rồi.